Gà ơi, tao bảo mày nè, mày đừng cọ quậy, tao sẽ làm mày đẹp hơn. Alo cả nhà, ngày hôm nay Phương có một câu chuyện khá là buồn. Tối ngày hôm qua có một cuộc điện thoại gọi đến và chia sẻ Phương rằng đó là một người bạn, và nói cậu ấy nói rằng là cậu ấy mới chia tay bạn gái của mình vì cậu ấy có một ngoại hình không có được đẹp. Thì bạn ấy nói với Phương ngày hôm nay là hẹn Phương ngày hôm nay là hãy dành thời gian để mà giúp cậu ấy thay đổi ngoại hình của mình. Thì Phương quyết định ngày hôm nay, chiều ngày hôm nay, Phương sẽ cùng với cả nhà, chúng ta sẽ cùng thay đổi ngoại hình dùng cậu ấy nha cả nhà. Bây giờ Phương sẽ dẫn cả nhà đi gặp cậu ấy nha. Rồi, cả nhà theo Phương nha. Cả nhà ơi, thì bạn ấy đây nè. Bạn ấy rất là ngại trước ống kính nên là Phương phải quay từ xa mới được. Không, bạn ấy không có dám nhìn trước ống kính. Phương quay từ xa thôi. Thì chúng ta ngày hôm nay, cả nhà chúng ta, Phương và cả nhà, chúng ta sẽ thay đổi ngoại hình của bạn ấy và giúp cho bạn ấy lấy lại tự tin cũng như là cưa lại người con gái mà bạn ấy thương nha cả nhà. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu nha cả nhà ơi. Trước khi mà Phương đem bạn ấy ra đây thì bây giờ Phương sẽ pha chế trước nha cả nhà. Pha chế trước. Thì đây là thuốc nhuộm nha cả nhà, nhuộm đen. Tại bạn ấy có nhu cầu là bạn ấy muốn màu đen, đen thui luôn. Bạn ấy muốn là màu đen giống như tóc của Phương vậy đó. Không, thì Phương quảng cáo luôn, ví dụ cả nhà ai muốn nhuộm tóc thì liên hệ Phương nha. Đây, cái này là đen thui luôn á cả nhà. Cái màu của nó sao màu đỏ mà sao nó ra màu đen cũng chả hiểu nữa. Rồi cả nhà ơi, Phương đem bạn gà lại đây nè cả nhà. Trên đầu bạn ấy nè, hôm qua bạn ấy đánh với cái thằng mà giật người yêu của bạn ấy cả nhà. Đánh nè, chảy máu đầu luôn, thấy không? Thấy bạn ấy chung tình ghê chưa cả nhà. Thì bây giờ bạn ấy nhờ Phương là làm bạn ấy đẹp lại nha cả nhà. Phương đã nhuộm bạn ấy xong, cắt tóc cho bạn ấy xong rồi. Nhưng mà bây giờ không thể chia sẻ cho cả nhà được, làm một cái điều gì đó cho nó bí hiểm một chút ha. Thì bây giờ phải đợi, chắc đợi ngày mai quá. Thì bạn gà sẽ lâu, rất là lâu khô cái lông này ha. Đợi ngày mai khi nào mà bạn ấy khô cái lông hoàn toàn á, rồi Phương sẽ show ra cho cả nhà xem nha, bạn ấy đẹp như thế nào nha cả nhà. Và hy vọng là bạn ấy sẽ tìm lại được cái người mình yêu nha cả nhà ơi. Rồi, cả nhà đợi nha và liên tục theo dõi video nha cả nhà. Hello cả nhà, đã một đêm trôi qua rồi cả nhà. Thì lúc tối này á, bạn gà bạn có nói với Phương là bà ấy thật sự rất là vui, bà ấy thật sự rất là hạnh phúc khi mà đã được Phương giúp đỡ thay đổi ngoại hình của mình. Bà ấy còn kể là nếu mà khi bà ấy về được khu vườn thì bà ấy sẽ chia sẻ với tất cả những bạn gà khác, để mà một ngày nào đó mà bạn nào cũng có những cái tình cảnh tương tự như bạn ấy thì cũng được Phương giúp đỡ mà thay đổi ngoại hình của mình nha cả nhà. Thì bây giờ Phương sẽ dẫn cả nhà để mà chúng ta cùng đi gặp bạn ấy sau một ngày mà Phương đã giúp cho bạn ấy thay đổi ngoại hình. Rồi, chúng ta cùng đi nha cả nhà ơi. Rồi xong, không, Phương không để cả nhà đợi lâu nữa. Thì bây giờ Phương sẽ cho cả nhà nhìn thấy cậu ấy. Thì cậu ấy rất là đẹp. Này, nhà thấy không? Phải rất là đẹp nè cả nhà. Màu lông mới này rất là đẹp luôn. Rất là đẹp ha. Đây, Phương cố gắng rất là nhiều đấy. Đó. Ha. Rất là đẹp. Thì bạn ấy rất là vui cả nhà. Nên là bây giờ Phương sẽ cùng với cả nhà, chúng ta cùng đưa bạn ấy quay về khu vườn nha. Thì hy vọng cậu ấy sẽ tìm lại được người mà cậu ấy yêu thương nha cả nhà. Rồi, bây giờ chúng ta cùng đưa cậu ấy về. Rồi cả nhà ơi, thì bây giờ Phương sẽ đưa bạn ấy về khu vườn của mình. Thì hy vọng bạn ấy sẽ có một cái chuyến hành trình mới, một cuộc phiêu lưu mới nha cả nhà. Bây giờ Phương sẽ để bạn ấy ra ngoài đây và hy vọng những phép màu đến với cậu ấy nha. Thôi, hình như là cậu ấy đang nhớ người yêu dữ lắm cả nhà ơi. Thấy không? Cả nhà thấy không? Thấy bạn ấy không? Bạn ấy nhìn thấy người yêu của bạn ấy, hãy quay lại bạn ấy. Đó, thấy không? Thấy không cả nhà? Đó. Bạn ấy thật sự rất là muốn quay lại với người yêu của mình. Đó, thấy không cả nhà? Thấy không?
bạn ấy rất là thích luôn. Không? Nhưng có lẽ là mấy anh gà lôi đang hơi bị ghét cậu ấy. Ờ, chắc là mấy anh này là dành người yêu của cậu ấy nè. Không, cái nhà ấy không? Anh gà lôi đang dí cậu ấy. Bây giờ Phương sẽ đi quan sát cậu ấy thêm một tí nữa nha. Cậu ấy đang đánh lộn với cái thù bạn ấy nè cả nhà ơi. Nhưng mà Phương không quay được nha. Phương đuổi bạn ấy đi rồi cả nhà ơi. Không cho bạn ấy đánh nhau được. Không cho bạn ấy đánh nhau. Bạn ấy vẫn còn rất là sung. Rất là sung luôn. Trời ơi à. Chắc là khi mà quay trở về á, không độ cao quá nên bây giờ bạn ấy rất là hổ báo nha. Rất là hổ báo luôn cả nhà. Rồi đánh lộn nữa nè cả nhà ơi. Ôi, hello cả nhà. Thì ở Phương có nghĩa là thả bạn ấy ra thì bạn ấy sẽ từ tốn hơn. Nhưng mà không có. Bạn ấy vừa thả bạn ấy ra là bạn ấy lại dê gái liền cả nhà. Cứ nghĩ là bạn ấy rất là nhút nhát. Không? Nhưng mà sau khi mà Phương thông qua cái bàn tay mà nắn nót của Phương á, thì bạn ấy bây giờ rất là mạnh dạn. Vừa thả ra là bạn ấy dê gái liền. Không chỉ thế, bạn ấy còn đánh nhau liền luôn cả nhà. Không sợ thằng nào nữa hết. Thì thật sự là đây là một điều rất là vui. Nếu cả nhà yêu thích video này thì cả nhà nhớ like và đăng ký kênh nha cả nhà. Và hẹn gặp cả nhà một video mới nhất nha. Rồi, bye bye cả nhà. Video trên chỉ là hư cấu thôi nha cả nhà. Nên là cả nhà đừng ném đá Phương nha. Chúc cả nhà có một phút giây thư giãn thật là thú vị. Gương kia ngự ở trong phòng, trần gian ai có gà đẹp hơn ta. Gương kia bật mí nói là đẹp thì không biết chứ nhìn thấy ghê.